Cho anh em một chiếc xe Toyota Altis 1.8G. Đây là một cái phiên bản mà thật sự đây là cái dòng xe mà gọi là nồi đồng cối đá của không riêng chỉ ở Việt Nam mà nó trên toàn thế giới. Một chiếc xe mà được đánh giá là cực kỳ ổn định về độ an toàn cũng như là chi phí và cực kỳ ít hỏng vặt. Đó, đây là chiếc xe cá nhân màu đen nha anh em. Xe màu đen 1.8G. Xe này đăng ký năm 2020. Mới chạy được có 18.000 km thôi. Xe thực sự ra với số km này thì chưa hết rô đa đâu anh em nha. Trong tình trạng là nếu mà rửa ráy sạch sẽ thì nó cũng chẳng khác gì một chiếc xe ở showroom. Chiếc này thì bên Sơn đang chào bán là 740 triệu. Đây là 740 triệu thì giá này là chỉ là giá tham khảo thôi. Anh em tới thì bên Sơn sẽ hỗ trợ cái giá tốt hơn.